Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Đức Giang Tester. Hôm qua chúng ta đã tìm hiểu về kiểm thử hộp đen. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem kiểm thử hộp trắng là gì nhé. Kiểm thử hộp trắng là một phương pháp kiểm thử phần mềm, trong đó người tester sẽ thực hiện kiểm thử hoàn toàn dựa trên cấu trúc source code của chương trình, không thực hiện kiểm thử trên giao diện như hộp đen. Công việc của kiểm thử hộp trắng là kiểm tra cấu trúc bên trong, thiết kế và mã hóa của phần mềm để xác minh đầu vào, đầu ra và cải thiện thiết kế, khả năng sử dụng cũng như tính bảo mật của hệ thống. Sở dĩ gọi là hộp trắng vì người tester có thể nhìn thấy và can thiệp vào trong source code của chương trình để kiểm thử. Từ hộp trắng hay còn gọi là hộp thủy tinh nhằm thể hiện ý tứ nhìn xuyên thấu vào bên trong, thể hiện người kiểm thử phải nắm rõ cấu trúc bên trong của hệ thống. Kỹ thuật này đòi hỏi người thực hiện kiểm thử phải có kiến thức sâu rộng về lập trình và các kiến thức kỹ thuật khác.